nay quảng cáo cái biệt vườn đó, cái mít đó. Đó, cái mít. À. Đây là cây nhãn, mít cũng ra trái rồi đó, nhãn cũng ra trái, cũng mới ra trái. Này là cây dừa, dừa này chút chút. Ao cá, ao cá, ao cá này với mưa hôm nước nó lên quá trời đó, cái vạch mà vàng vàng nước là tối nó lên tới đó, nó mới bơm ra đó. Nó bơm này xuống bớt. Ngoài kia có mấy cây đu đủ, tại vì cái này mùa nắng á, mới mưa đây à, cho nên mấy cây đu đủ nó cũng sơ xét. Cây này cây măng cò, hụt cái con cá đây. Mấy cây dừa nó trồng mái trồng xe xét cái bờ nó sụp ra, nó chết ráo hết đó, cây nó chết, cây dưới này chết đó, cây nó chết. Giờ trồng cái hàng mới chuối quá trời. Chuối này cũng vậy, cũng mới trời mới mưa lại mưa để đỡ, nhưng mà không, bữa trước nó dằn quách hết trơn à. Trước ngay trên này có cái bùn chuối, mình có quay cái video mà giới thiệu công nghệ thì tôm á, công nghệ nuôi tôm á thì chặt rồi, còn đây cái bùn kế bên chuối nhiều lắm. Cây dừa này thì thấp thấp nè, nó thấp là đứng vớ tới nè, đứng vớ tới, vớ tới vớ có này có mấy trái mấy trái mà ra mấy trái mà ăn hết rồi. Còn trái đây thấp thấp nè, cá dưới này là nuôi nuôi nhà ăn chơi, bỏ bằng cá rô phi rồi cá tra với lại mấy con cá trê rồi rô phi nhiều cái cầu à, cục hỉ ở đây không có còn cái dù mà ấy với cho cá ăn nữa đâu, không phải nó chẳng qua là ngồi để rửa linh tinh bậy bạ như đó chứ không phải ngồi ấy đâu. Giờ ở đây sai hầm hay là đi vòng bên này à. Vì chuối này nó dạng chuối cao mà chuối câu luôn, ở ngoài miền Trung này gọi là chuối lùn, nó nói trái chuối nó khác, còn ở đây á, cây chuối này thì cũng được gọi là chuối lùn nhưng mà cao lùn, còn cái chuối ngoài kia gọi là chuối lùn nhưng mà ở trong này gọi là chuối già, cái trái nó chín nhưng mà nó không vàng, nó cũng vẫn còn xanh. Cái trái chuối này nó như bằng ngón tay út à, nó như xì ke đúng không? Cây chuối nó bé xíu mà nó xì xíu mà nấm nấm hết. Nãy mình như nãy mình nói rồi đấy, mưa mới mưa đây, chứ còn mấy hạt trước kia nó nắng lá vàng hoa à. Chứ chú này cũng vậy, cái này có là nấm nấm nó như chị ke. Đây bên kia vùng đang sắp ra và này là đang trổ lửa dữ, này còn cứng chưa rớt, chưa rớt, cái này cũng chưa rớt, này bước này to xác lại thấp thấp chỉnh nha. Ô đây nè, đây một bắp nữa là dữ đó. Cây kia bên cây chưa trổ chưa? Cây kia này chưa, cũng sắp rồi, đại bắp nữa. Ủa, lát nữa nó đụng với tên là sao ta? Cây nó rào quá. Chuối này vô tư, đây, chuối này vô tư. Chuối.
kia, vùng đây, vùng vùng đó, vùng là chú vô tư trên kia vùng đó kìa, đây cái vùng nữa nhiều lắm. Nó vùng này cũng sắp được, vùng đó còn sắp được vùng nữa. Đây cái cây chuối bên này nè, chuối bên này nó mưa hôm nay nó tỉnh táo này, em mới lá to, nó lá này tay với này, đó, cái lá này. Đây, lá đầu mới lành đó, mưa bữa nay bắt đầu mưa tỉnh ra, tỉnh hầu đây đâu đâu nè, thấy siêu quát rồi đó, cái bắp chuối đó, cái bắp chuối đó hái này, hái trộn gỏi hoặc là ăn sống khá ngon, ăn mới với thịt vịt. Có mấy cây nhà đàn kia nè, cây nhà đàn trồng mà chặt đây thôi, là chuối nè, phía xa cũng có mấy buồng nữa, mấy cái lu. Cái lu này sao lắm nha, hồi trước kia cái này nhà này, cái này nhà này mà dưới sâu là nó vừa mới, cái này nhà nó cao lên tới đây là thấy cái nó, cái lu này vừa nó nằm vậy, cái lu này cũng phải 1.2 m á, cao 1.2 m mà giờ nó nằm dưới đất, 1 cái 2 cái 3 cái đó, cái lu đó, đó trước kia nó nằm vậy mà kéo nó lên được 3 cái lu, kế 1, 2, 3 cái lu đó, thấy chưa, kéo lên á, còn 3 cái lu này là không có kéo lên, giờ đổ lên cái ghia, đổ lên 1.2 m với cái phần này nữa, coi là này cũng 70 nè, à cũng mấy hai mấy kéo nó lên, rồi đi vòng ra ngoài phía trước ha. Phía sau nhà nè, phía sau nhà có mấy cây đu đủ, đu nâu lấy gì con? Lấy khăn em bé hả? Đây cây nè, nè trước đóng ba cái nhánh đây nè, rớt xuống gãy bên ngoài kia kìa, bên ngoài kia là cái sông làm cỏ gần ra khoảng cửa 300 m. Thôi con vô đi, con vô đi. Đây một cây đu đủ, đây rồi, nó chuồng gà, gà nuôi mấy con này, cây bàn cờ, đây một dưa gan nè, bộ dưa gan. Cái lu ở đây chuối bán rẻ, chuối 3.000 kg mà chả ai mua, chuối chín ăn hết rồi, bắt đầu hơi khô thôi chứ làm gì. Hôm trước có một cái video nói về cái công nghệ này. Nó đang chụp đó, đang chụp này, nó cái tay nó chụp nó cái đường ống này, cái bơm hơi cái ống này nó nổi lên đó, nó nổi lên đó, nó chụp cái đó. Được có ổ chim ở trên ngay giữa cái ổ chim, có mấy cái nắng lâu ở đây sử dụng mấy cái lâu để sử dụng để nước mưa,
Ở đây cũng có nước máy chứ không, nhưng mà nước máy nó yếu, yếu xìu à, nó yếu như là yếu sinh lý vậy. Ban đêm, ban đêm này nó chảy riu rồi đấy đó. Thế ban ngày không có tí nào, phải xả rau muống. Nó chuối nữa. Đây một buồng chuối. Có cái mấy coi rau quế này. Rau quế cầu. Quế cầu. Nó mọc. Cái đầu má này. Nay mùa mưa trồng. Ui, đau điếng. Trồng mấy cây đậu bắp, mấy cây đậu bắp này là dưa hấu, đó có trái nè, trái dưa hấu nè, đó, ra trái nè. Tối nó mưa xấu xả luôn à, mưa nổi cái hồ tôm mà hởm khô mà giờ nó lên quá trời nước rồi, nên giờ này nó mưa giờ này nó dập hết rồi, đây trái chút nữa. Mấy cây đậu bắp. Bên này là dưa ghen. Dưa ghen. Rau muống. Cái bụi dưa ghen bên kia đó kìa. Đó, cái bụi dưa ghen đó, bên đó. Này trời mưa bắt đầu tầm đủ thứ. Cải. Rồi cây mồng tơi. Đó, mồng tơi đó. Này là bí, bí đao, cải, này là khổ qua, này có một cây đậu, đậu que. Dạ với trồng dạ với ít bữa nữa ăn hết á. Ở ngoài kia chuối rồi quá trời rồi kìa. Ở bên đi làm bờ đi. Chuối quá trời. Mày ngay giờ kia. Ngay giờ kia có mấy chuối cao. Chuối gọi là chuối chuối chát á. Chuối chát ăn thịt vịt thành nó khoai chi. Đó. Dọc ở bên kia nè. Dọc ở bên kia nè, trong cái trồng chuối nhiều lắm. À, đó gọi là miệt vườn ha, quay cho vui, đang rảnh mà, nay về dưới quê đây nghe, trời mai đám giỗ, này cái này kìa cà, đây cà.